Đến thời điểm hiện tại, quan điểm du lịch Tây Ninh chỉ là du lịch trong ngày dường như đã không còn phù hợp, bởi gần đây, nhiều công ty du lịch lữ hành đã và đang xây dựng triển khai nhiều tour tuyến du lịch dài ngày tại Tây Ninh và ngay lập tức đã nhận được sự quan tâm của nhiều du khách. Đây là đoàn du khách đến từ các tỉnh phía Bắc đã có tour du lịch 4 ngày 3 đêm tại Tây Ninh. Thông qua công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Saco Travel, thành phố Hồ Chí Minh, tour du lịch với các điểm đến là những địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh gồm chùa Thiền Lam Tự, Gò Kén, núi Bà Đen, Nóc Nhà Nam Bộ, Tòa Thánh Cao Đài, Vườn Quốc gia Lò Gò Sa Mát, Căn cứ Quốc gia Đặc biệt Trung ương Cục Miền Nam. Ngoài ra, du khách còn được lưu trú tại khách sạn Vinpearl Tây Ninh đạt chuẩn 5 sao và trải nghiệm các dịch vụ ẩm thực, chăm sóc sức khỏe tại đây. Kết thúc chuyến hành trình, Saco Travel còn tổ chức để du khách đến tham quan Hồ Dầu Tiếng, hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam, kết hợp tham quan khu du lịch núi Cầu thuộc tỉnh Bình Dương trước khi về lại thành phố Hồ Chí Minh. Tour du lịch đã mang đến những trải nghiệm thú vị và mang đến sự hài lòng cho du khách, đồng thời mở ra nhiều tiềm năng lợi thế trong du lịch dài ngày tại Tây Ninh, góp phần nâng cao lượng khách lưu trú tại địa phương.